mình đâu có tự làm lại được nhiều dự án của nó nữa, sai lại sai chỗ đấy. Đúng là đắc đúng nhưng mà thà làm sai rồi, đắc đắc của nhà nước thì nhà nước nó không cho mà tự làm là không được. Nó mua đâu thì nó được quyền cầm sổ đúng không, nhưng mà anh chia ấy, anh chia là chưa cho là đúng cơ mà chia là bán ấy đúng không. Bởi vậy mới nói là cam kết 12 tháng mới giao sổ. Trong mà 12 tháng đó nhà nước không cấp sổ thì tôi trả là tôi sao nó lại bên kia có nhiều người nói 12 tháng mà chưa trả trả luôn. Tôi qua qua liên tục. Thì nó qua liên tục thì tôi vẫn trả lại, hàng tháng nó chuyển lại đều đều. Có trả lại. Xong có xong bắt đầu nó khách hàng nào chịu không nổi muốn lấy gấp về thì lợi nhuận 30%. Ví dụ đầu tư 1 tỷ trong vòng 2 năm mà nói chung là đưa bạn vô kiểu đó. Nó có trong hợp đồng á, ký trong hợp đồng á. Làm việc dựa trên hợp đồng đó rồi. Vừa má thành lợi dụng công ty Alibaba ra vô rồi má sợ lồn má kiếm tiền YouTube hơi bị nhiều á. Má cái kênh nhìn kênh đủ má thì má lập luôn mà nó làm cũng không kết đủ mà nó ở nó này nọ rồi. Nhiều kênh bao bách sản, nó bách trend thôi chứ. Tiền không nha. Đồ mẹ nó đặt cái đồ cái từ khóa Alibaba luôn là đồ mẹ bóc sản Alibaba là đồ mẹ. Là má tháng vừa rồi là đồ mẹ cái từ khóa đó rồi má nó được xúc với mẹ luôn. Là bách trend mà. Dù em có cái ví dụ nha, để nó ai quan tâm. Má nhìn anh lồ quá, quá giờ hầu anh mặc đồ vest đồ, má nói vô tù đồ quá. Ê, xin bọn mày đứa nhỏ ạ. Thì thằng này vô tù cũng vậy. Ờ, quá giờ ta xuống đồ. Vì bán mẹ mà đắc đồ, mày làm đại gia, sướng hay đi làm đồ. Bây giờ về tính đi nữa mà vô giờ là mới mở cái phòng mới, mở công ty mới, lá đất của dân, lá đất của mấy cái dự án công ty khác, bây giờ bán giờ bà già đất cho đi ra đi nhà đi đâu cũng vậy, nhà nuôi heo mẹ nhanh giàu à, phải chứ heo không? Ừ rồi cạnh đi trước đồ mẹ lồ ra xeo là mẹ chung heo là giờ đâu mẹ là ăn tết ấm no thằng béo gì nuôi nên chục con không no không ấm không rồi bán cái đồng cái giá ta máy vừa mờ bữa bà già bán số mưu bữa nay mẹ máy mà số mưu được đầu bây giờ heo nó còn mấy phải chắc phải 1-2 năm nữa bây giờ cái lưới heo nó triệt hết rồi không giờ nó tết chứ bây giờ nó mới ăn nhân đồng giờ tết qua năm rồi đâu rồi hả tết cha mấy không ủa má nhân ngủ chưa dậy chứ lái xe và đưa cho ông nhà vợ ông đi đồng đi. Bây giờ má thấy được thằng nào cũng làm YouTube á, má thằng nào cũng bán bò ở trong công gian thì cũng làm kênh YouTube, cũng làm ngon là cành đào vậy á, toàn TV lò dầu liền vậy á, má nó nậu nó bán bò thôi, nó cứ con nó lời cứ ngày nó bán con đồ mà nó mua đi bán lại là nó giao tiểu. Nó giao xàm nha, giao lúc cái bình định đồ lộ má đâu nó mua với bình định lên đây nè, nó nhập lên Gia Lai, nói chung là bây giờ anh nào mà không có cần ai nữa chuyển tiền cho nó chở đi luôn cho đéo xe bò nó quay ra xem quay ra xem đó nè, đéo không phải lên coi bò nó chở giúp nó giao luôn, bây giờ là thương hiệu cá nhân nó có rồi. Bây giờ ngày nào nó không quay hết, nó nói gì gia đình, nó nói gì đám thân. Lâu quá thì bị giàu liền. Bị giàu liền. Má mua xe tải lái, thành vợ đi mua lái. Má ông già tao ngày nào cũng coi vậy đó. Ông già em ngày nào cũng coi. Đủ má ông biểu tao thì mua chiếc xe tải nhỏ nhỏ đi rồi đi kiếm bò về nhà đất rộng. À ông Phi được đấy. Ông Phi nói được. Ấy là anh nói được, anh nói giúp đại được, còn má anh kia nói đéo được. Đồ má làm kênh YouTube bán eBay, má tin đồ mà. Bữa giờ kia rồi má cứ rủ anh đi làm cho nó là có cái thằng ở trong đầu trong An Quý kia là đủ má cái cây cỏ nào nó cũng leo leo lấy làng ấy cỏ nào nó cũng leo mà nó không nói được bán không được mày làm lan là làm anh kiếm anh mình kiếm tiền YouTube là anh thua đâu không ăn đâu chủ yếu là anh bán theo lợi nhuận kia thôi tiền YouTube đéo nhiều á không mà chung là làm cái gì thực tế với bò là thì đậu mẹ cứ anh bán con nha anh kiếm hai củ củ đậu má xuống mình định kia mua củ mua có không mua thí dụ mua 10 triệu giờ kêu em mới mua với mình định kia 12 triệu vậy luôn con em quay đẹp đẹp yếm rồi đang hơi ốm rồi vậy đang nói chung là có khách hàng là sao đậu má có người vô xe trả là 12.500.000 rồi 12.500.000 mới có đủ tiền xe thôi không có lời đấy năm bây giờ vô tình đậu má hai con bò đi là 2-3 ngày cũng được kiếm củ hai củ lâu anh ra chung bò nhà em anh hỏi anh bò là nhiêu 17 triệu anh vô anh quay đồ anh kêu 19 triệu rồi thằng nào mua anh ta giá cần đéo thì phải bán cần đéo phải mua bây giờ giá thịt heo mắc là bò nó không phải nói chung heo. Mà cái tiên độ mà cứ làm đi giờ đéo đâu ô chắc co cho bò quay rồi anh làm gì vậy á
Trời ơi, mày đéo có vốn giờ rồi, mày vốn đâu giờ đi mua bò. Mới đi mua mấy dây cá nhỏ 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 tới 14 15 tháng á, về nuôi rồi thêm vài tháng nữa. Chỉ cần mày nhảy đục đậu bác đất ở nhà rộng nữa đồ má cái cỏ đen. Anh là phải đầu tư rồi mới nói chuyện mà tiền. Cái vốn vốn gì đâu. Đầu em mình đã suy nghĩ mình quyết định mình làm là mình sẽ phải có cái cách để mình kiếm tiền. Nè, đánh đéo bữa bà già vay tiền nữa làm sổ đỏ 10 lô đất mà nó đi cho giải ngân, giờ đéo có tiền mà lấy sổ gì. Sao làm năm trước không 10 giờ gì nữa? Làm nó cho lấy tiền rồi. Nhưng mà ông bà già đợi là khi nào có sổ rồi mới lấy cho lấy đóng tiền lãi. Đó, đến khi có sổ rồi là xuống lấy tiền là nó không cho giải ngân. Đúng không? Và anh em lấy. Nó không cho, hiện tại là bây giờ là dạ là sổ xem nào. Sổ xem nó đâu. Nó là tình trạng, cái tình trạng mà đất nó hạ nó đều mình đếm ấy. Tất cả ngân hàng nó phục vụ nguồn vốn, bây giờ khách hàng đầu tư mà làm ăn giữ đây ai đâu mà trả tiền đâu, nó phải giữ lại một ít lượng ngân hàng để nó trả tiền gửi cho khách hàng nữa. In mấy ngàn tỷ á, tiền Việt Nam ấy đang thiếu hụt mà in mấy ngàn tiền để đếp vô ngân hàng hay cho ấy cho à, nó có một cái mức độ đó bạn có thể in, nhưng mà in được mức độ nào đấy. Còn nếu mà quá thì đồ nào bây giờ nó đổi tiền cũ không nè, in mới lên nhiều khó kiếm cái gì nó về bên ổn giá chứ. Cái gì nhiều đó, nhìn nghĩ cho sợ là nhiều đó. Bây giờ anh có mấy Trung Quốc giờ nó bị nhập bò Trung Quốc mà giờ gom bò không có tiền, không có vốn gom nhập Trung Quốc. Thì anh mới nãy tôi vốn anh làm chứ anh vợ anh thì tao mới gom lại bài mình phải cơ vốn nhập bài bao giờ anh quá đâu mà cái nhà đầu cơ cho mình nhà nó biết. Mà giống như bây giờ đồ mẹ em đi mua dưa hấu cũng vậy đó. Em mua nhập Trung Quốc đúng không? Bây giờ em tới em mua ra nó Đức đang đó trước, đợi vài tháng tuy là thua em phải có nguồn vốn